Chào mừng toàn thể bác trở lại với shop của Hoàng Nam Audio nhé. Ở clip này thì em Nam sẽ lên sóng đồng hành cùng toàn thể tất cả bác để giới thiệu cho toàn thể bác về những model mà em Nam vừa cập bến. Đó là một cặp CBN SRX 722 full đôi bass 30. Ở những clip trước thì em Nam cũng đã lắp đặt rất là nhiều những model 722, và những model 722 này là trong những model rất hiếm và đời rất là cao trong dòng từ neo của nhà hãng JB, và được các bác yêu quý cũng như là sử dụng rất là nhiều. Đi với combo của SRX722 thì đó là súp SRX718S. Ở đây thì em Nam cũng tháo nội thất ra rồi, và trước khi đi khám phá về nội thất chi tiết thì sẽ lướt qua một vòng về những sản phẩm ngoại thất của nó có nhé. Thì 722 này thì là trong tình trạng là nguyên hộp xốp có nhé, mới tinh nguyên hộp xốp, hàng tồn kho, và mã số seri của em nó thì cách nhau 3 số, đuôi của nó là 660 và bên kia là 657, 660 và 657, cách nhau có 3 số thôi. Và hình thức bên ngoài thì mới thì không có một vết chảy xước nào cả đó nhé. Chắc chắn là không bao giờ có một vết chảy xước hay là cấn móc. Nó rất đẹp và dáng không thể chê vào đâu được khi mà phối ghép trên những chiếc súp đơn 718S cũng như là mà bày trong một cái không gian gia đình, nó rất là xinh xắn. Và nội thất của em nó thì em Nam cũng tháo hết toàn bộ ra rồi, và trước tiên là sẽ xem tới màng bát cũng như là họng kèn. Đấy, họng kèn của 722 sử dụng côm 100, 2453 2453 là đời sử dụng chung với củ tép của 725 có nhá, côm 100. Và đây là sử dụng bát là 2262 HPL từ neo, côn 2 lớp. Và đây là bát 30, các bạn nhìn này, màu màng mới nó đẹp long lanh luôn. Đó là về cái màng bát của cặp SX722. Và bên trong nội thất của 722 thì trong thùng đây đó có thể khám phá này, được tách riêng hoàn toàn riêng biệt cổng họng tép, ngăn cách bởi bột tấm này. Và đây là hai quả bát này. Đó. Và đây là bên trong nó là phần tần đó nhá. Đấy, các bạn nhìn này, mới tính con luôn. Và đây là hai quả bát em Nam tháo ra ở cái thùng này. Đó, các bạn có thể nhìn thấy là 2262 HPL. Tất cả cùng triển 716 hết các bạn nhá. Đây là một cặp cách nhau có 3 số seri thôi, nên là cái độ đồng đều cũng như là độ mới đẹp thì chúng ta không cần phải bàn cãi rồi. Bên trong là nhện này, keo của côn sữa. Mặc dù là đồ mới nhưng mà thôi em Nam vẫn tháo ra để các bác cùng khám phá chiêm ngưỡng, để bác thấy được rằng là những cái sản phẩm nó được tuyển chọn kỹ lưỡng như thế nào. Có gì? Long lanh luôn. Đây là chiếc bát thứ hai này, xương thì như mới cứng luôn, sáng choang. Đây là nhện keo của côn này, các bạn nhìn rất tuyệt vời, côn hai lớp, công suất rất là lớn. Bảo sao những cặp đoa này nó cho một cái áp lực công suất rất là khủng khiếp. Đó, đây là chiếc bát thứ hai, và đây là củ tép 2453 tép từ neo côn 100. Những dòng tép côn 100 nó rất khủng, công suất thì chúng ta không cần phải năn tăn luôn, áp lực nó quá lớn rồi. Và đây là họng kèn này, các bạn nhìn cụ từ đó. Đó là toàn bộ nội thất của 722 cũng như là về bên ngoài, hình thức bên ngoài của nó. Và bây giờ chúng ta sẽ đi khám phá về thông số kỹ thuật các bác nhé. Thì em nó đạt giải tần từ 72 Hz đến 20 kg đó nhá. Và
độ mở của nó là 75 nhân với lại 50 độ. Đấy, góc mở của họng kè crossover này. Và ở đây công suất khởi động của nó sẽ đạt là 1200W, trung bình là 2400W một loa, và max công suất đó là 4800. Nó phải nói là chính xác là tương đương với lại những M725 đây. 725 công suất cũng tương tự như vậy. Và cái dáng của em nó thì rất đẹp, và độ áp lực của nó thì là 135 decibel, còn áp lực của 725 thì 136, hơn nhau chỉ có 1 decibel thôi các bác nhé. Trở kháng thì hai quả bát nó là 8 ohm, phun đôi thì trở kháng sẽ thành 4 ohm đó nhá. Rồi, và tiếp theo sẽ là đến chúng ta sẽ lưu ý đến phần chiều cao. Chiều cao của em nó đây 96,5 cm, một chiều cao vô cùng lý tưởng, và bề rộng cũng như là bề sâu của em nó đều đạt 39,4, trọng lượng là 34 kg một chiếc đó nhé. Đó là những gì mà chúng ta lưu ý về cái thông số kỹ thuật của cặp loa SRX722. Và tiếp theo sẽ là đến chiếc súp SRX718S trong tình trạng đẹp xuất sắc các bác nhìn này, ê căng không một chút hoen gì luôn các bác nhá, rất đẹp luôn, gần như là kinh cong không một chút hoen gì. Các bác nhìn này, đầy đủ, cũng như là quả bát đây là 2268 này, HPL, và keo cổ cốt đây thì em đang sẽ dựng lên để các bác nhìn này, các bác nhìn đấy, keo sữa này, nhựng thì phẳng tắp luôn. Đó là về nội thất của ủ bát 718S. Cùng vách thì các bác có thể soi xung quanh này, có nhìn này, độ mới, độ đẹp, thùng vách này không có một chút cấn móp này, xước sát cũng không có luôn, rất ít luôn, gần như là hầu như không có. Độ đẹp, độ mới này, các bác nhìn, đạt tới 97-98%. Nếu mà còn thùng xốp thì nó gọi là lai lưu luôn, về từ cái ê căng trở đi, ê căng trở đi không một chút hoen gì, cũng như là ê căng của 722 đây cũng không một chút hoen gì. Đầy đủ tem cờ đó, và thùng xốp đầy đủ đó. Và chúng ta sẽ khám phá thêm một chút nữa về thông số kỹ thuật của 718 để cho những bác mà chưa nắm rõ về thông số kỹ thuật của 718S các nhé. Giải tần em nó sẽ có thể xuống sâu đến 31Hz và cao nhất là 220Hz các nhé. Và công suất trung bình là 1600W, khởi động 800 và max 3200W, và một chiếc 718 các nhé. Và áp lực lớn nhất là 130 decibel, có nghĩa là gần bằng một chiếc loa 722. 722 là 135, 725 là 136 decibel các bác nhé. Và kích thước của em nó đây thì các bác có thể nhìn thấy này, rộng của em nó thì là 59,7 mm, chiều cao là 50,8, và chiều sâu của em nó là 74,9, và trọng lượng 36 kg các bác nhé. Đó là thông số kỹ thuật của 718S và tất cả mọi thứ về 722. Và bây giờ em Nam sẽ lắp đặt cấu hình này vào để các bác cùng em Nam sẽ thưởng thức chất âm khi mà em Nam phối ghép với lại 722 với 718, để các bác cùng thưởng thức xem là chất âm của em nó phát ra hay như thế nào, chất lượng âm thanh có tuyệt vời hay không các nhé. Các bác đợi em Nam một chút nữa thôi, đừng quên ủng hộ em Nam những cái lượt like, lượt chia sẻ, đặc biệt là những đăng ký kênh để em Nam tiếp tục ra những clip chất lượng để gửi tới toàn thể bác, cũng như là những cái sản phẩm với giá thành hợp lý nhất gửi tới toàn thể bác nhé. Và em Nam cũng đã lắp ráp và hoàn chỉnh cấu hình của SRX722 full thùng xốp và chiếc SRX718S rồi, và
đây là một nguyên combo rất là đẹp. Các bác có thể nhìn thấy khi mà em nắm đặt lên thì nó vô cùng xinh xắn khi chúng ta phối ghép một combo của nhà hãng đưa ra. Và để test cái cấu hình này thì em Nam xin phép được test con Lab Ruben FB10000Q này. Đời rất là cao, 2017. Để test gửi cho anh Trường. Anh tới từ Nghệ An, anh Trường tiếp tục ủng hộ cho em Nam một con đẩy 4 kênh để về đánh với cấu hình ở nhà đang sử dụng 738 và những thiết bị khác. Trước đó anh Trường cũng đã ủng hộ em Nam một vài sản phẩm rồi. Và ngày hôm nay thì anh Trường tiếp tục ủng hộ cho em Nam con đẩy FB10000Q 4 kênh. Và con đẩy này em Nam cũng đã giới thiệu cũng như mở nội thất để các bác cùng chiêm ngưỡng rồi. Hiện tại thì em Nam sẽ đánh nguyên cả 4 kênh, hai con đánh súp và hai con đánh full để các bác cùng thưởng thức chất âm. Khi mà em nó test với nguyên cấu hình của nhà JB thì chất âm của em nó mang lại như thế nào. Sau đây mời toàn thể các bác cùng thưởng thức một ca khúc Câu Đợi Câu Chờ. Em Nam sẽ test trên hệ thống này các bác nhá. Một ca khúc rất là hay, có những cái giai điệu rất là thắm tình quê hương. Và em Nam sẽ test trên cây mic SKM5200 đầu Lumen KK104 màu vàng cát rất là đẹp. Và đây là receiver của em nó đây các bác nhé. Đó. Đấy, rất đẹp luôn và nhìn rất là tuyệt vời. Hiện tại những cây như này em Nam đang bán giá 40 triệu các bác nhé. Ngày ấy bên bờ sông La, anh nghe câu hò vì dặm. Để một đời anh đi xa, đến ngàn lần anh nhớ mãi. Ngày ấy con đò nước đi biển, một người đứng khách qua sông. Người ơi sao mà sâu nặng câu thương, câu đợi câu chờ. Nay anh trở về bên dòng sông La, con đò vẫn nguyên dòng. Người
hướng cũng được đi câu chờ. Nay anh trở về bên dòng sông lo, con đò vẫn khuya dòng sông con đò. Bây giờ Nam xin thân ái, hẹn gặp lại toàn thể các bạn ở những clip lần sau.